Thưa quý vị, đây là bản tin FBNC ngày thứ Ba 25 tháng 10. Về phương án nghỉ Tết âm lịch sắp tới thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất nghỉ 7 ngày. Tuy nhiên, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì lại cho rằng nên nghỉ 10 ngày, tránh việc 1-2 ngày đi làm gián đoạn giữa những ngày nghỉ. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng nếu lựa chọn phương án nghỉ Tết âm lịch kéo dài 7 ngày, sau đó làm việc 1-2 ngày rồi lại nghỉ cuối tuần sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động. Quan trọng là sau dịp nghỉ lễ, người lao động trở lại làm việc nghiêm túc, không dành cả 1-2 ngày đầu đi làm chỉ để chúc tụng. Bên cạnh đó, thực tế người lao động ở xa cũng sẽ có kế hoạch xin nghỉ phép từ trước. Nếu doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất tốt, thì việc kéo dài ngày nghỉ cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đồng thời, nghỉ Tết 10 ngày cũng có thể giúp kích cầu tiêu dùng, du lịch, đồng thời giảm tạo áp lực ùn tắc giao thông. Trước đó, trong dự thảo phương án nghỉ Tết lấy ý kiến các bộ ngành, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án nghỉ 7 ngày vì nghỉ dài ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Thông tin từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng cho biết là do thiên tai liên tục, giá các loại nông sản tại Đà Lạt và các vùng lân cận đã tăng từ 50 đến 200% so với thời điểm cuối tháng 9. Các công ty cung ứng rau lớn tại Lâm Đồng lý giải thiên tai liên tục tại các tỉnh miền Trung khiến vùng rau của khu vực bị hư hại và gần như mất trắng. Trong khi đó, tại Đà Lạt và vùng rau lân cận, mưa kéo dài hơn một tháng qua gây giảm sản lượng, áp lực tăng hàng cho khu vực miền Trung cộng với sản lượng sụt giảm mạnh khiến nông sản đội giá. Tại vườn, giá các loại rau củ tăng khoảng 50%, trong khi đó, các loại rau như xà lách, cải, bó xôi tăng gấp đôi. Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, hiện nay các thương lái Đà Lạt đã chuyển đi các tỉnh miền Trung mỗi ngày khoảng 100 tấn rau, tăng gấp đôi sản lượng so với ngày thường. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, với lượng rau lớn ồ ạt chuyển về khu vực miền Trung, thì khoảng 7-10 ngày sẽ chấm dứt tình trạng khan hiếm rau, nhưng phải 15-20 ngày giá mới trở lại bình thường sau khi diện tích rau tại Lâm Đồng phục hồi. Tại cuộc họp về hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho hay, dự kiến là cuối tháng 11 tới, Sở sẽ công bố quy trình hỗ trợ để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn từ quỹ 1.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ cho 2.000 dự án khởi nghiệp. Tính đến nay đã có khoảng 200 dự án đầu tiên đăng ký được hỗ trợ. Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến tháng 11 sẽ có quy trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ quỹ 1.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 11 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy chế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, kinh phí hỗ trợ tối đa cho một dự án khởi nghiệp là 2 tỷ đồng với điều kiện thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp hỗ trợ và các nhóm ngành dịch vụ. Thưa quý vị, trấu là loại phế phẩm rất dồi dào ở một nước nông nghiệp như Việt Nam. Loại phế phẩm này từ lâu đã được các nhà khoa học nghiên cứu để tạo ra các nguyên vật liệu như nhiệt, điện, trấu, phân bón, v.v. Gần đây thì trấu tiếp tục được nghiên cứu đốt ở một công nghệ tốt hơn, cho ra các tinh thể dioxide silic hay còn gọi là silica, ứng dụng trong các ngành công nghiệp đa dạng như thủy tinh, sơn, xi măng, v.v. Theo các chuyên gia thì nếu công nghệ này được áp dụng rộng rãi, nguồn trấu dồi dào hiện nay có thể mang lại giá trị hàng tỷ đô la cho nông nghiệp Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển BSB, đơn vị đang mong muốn phổ biến đại trà giải pháp công nghệ này tại Việt Nam. Thưa ông, thì tại Việt Nam thì lâu nay đối với trấu thì thường được biết đến là cái nguồn nguyên liệu để có thể sản xuất ra là điện sinh khối. Vậy thì với cái công nghệ xử lý trấu mới được giới thiệu lần này thì nó có những cái mặt gì khác so với cái việc ứng dụng lâu nay đối với cái nguồn nguyên liệu này? Như chúng ta đều biết là trong cái quá trình mà sử dụng năng lượng để mà khai thác từ cái việc đốt trấu thì chúng ta kiểu gì cũng sẽ ra một cái lượng tro, như chúng ta biết mà đến ngày hôm nay thì cái tro này được sử dụng vào những cái việc như là để chăm sóc cho giống cây trồng. Cái sự khác biệt ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới nó là cái tính chất của cái dioxide silic. Từ trước đến nay trong quá trình đốt bình thường thì chủ yếu là trong cái tro nó sẽ chứa một cái hàm lượng dioxide silic dưới dạng tinh thể rất là nhiều. Và trong cái công nghệ của chúng tôi đề cập lần này có thể cho phép chúng ta thu nhập được một cái lượng dioxide silic, gọi tắt là silica, dưới dạng vô định hình mà cái tỷ trọng của nó không cho phép vượt quá 1% của cái dioxide silic dạng tinh thể, thì lúc đấy cái giá trị của nó mới được khai thác để áp dụng cho những cái ngành công nghiệp khác nhau. Ví dụ như là công nghiệp luyện kim, ví dụ như sản xuất lốp ô tô, trong công nghệ làm sơn,
hoặc là mỹ phẩm, hoặc thậm chí là thực phẩm và những ngành công nghệ, thậm chí là những cái tấm pin mặt trời. Vậy thì hiện nay thì ở Việt Nam thì đã có những cái nhà máy hay là những doanh nghiệp nào tiên phong trong việc ứng dụng những cái công nghệ này chưa ạ? Trên thực tế mà nói thì trong cái quá trình mà chúng ta khai thác cái năng lượng thì cái quá trình đốt đã được diễn ra cách đây cả chục năm rồi. Và cái việc nghiên cứu cái cho thu được sau quá trình đốt thì rất nhiều nhà khoa học họ đã nghiên cứu tới. Đặc biệt là nếu mà dẫn đầu trong cái ngành sử dụng dioxide silic hoặc là silica tại Việt Nam, đấy là công ty Cova đem lại các loại sơn với những tính năng rất đặc biệt. Ví dụ như mà cái sơn không cần phải chùi rửa, nhưng mà sau các cái đợt mưa thì nó rất là sáng bóng và nó giữ được cái độ mới rất là dần lâu. Ngoài ra là có thể làm các loại sơn cách nhiệt để có thể chịu đựng được cái nhiệt trong quá trình gọi là tiếp xúc trực tiếp đến 400-500, thậm chí cả 1000 độ. Thế nhưng mà cái bề mặt mà được bảo vệ là sắt thép, là cái tính chịu lực nó phải cần được giữ rất là tốt trong những cái tình huống là có cháy, vân vân, trong những cái tòa nhà để kịp thời là cấp cứu hoặc là di tản những cái người mà trong tòa nhà đấy. Thì hoặc thậm chí là có thể áp dụng cho cái việc làm những cái vật liệu chịu lực rất là tốt như là áo chống đạn, vân vân. Đây chính là những cái năng lực mà các cái chức năng mà dioxide silic dưới dạng vô định hình có thể đem lại được. Đối với cái giải pháp mà năng lượng trấu và này thì nếu mà gọi là có những cái chỉ số cụ thể cho cái vấn đề là những cái lợi ích mà nó mang lại thì có thể nói như thế nào về những cái chỉ số? Vâng, thì cái lợi ích đem lại thì ngoài cái năng lượng mà có thể thu nhập từ trấu thì tôi muốn đề cập đến cái giá trị của dioxide silic dưới các cái sự tinh khiết khác nhau, bắt đầu từ 92% cho đến 98,5 hay lên 99,99%, thì cái giá trị của các dioxide silic đấy nó sẽ thay đổi rất là đặc biệt. Ví dụ là từ 1 ký có thể là từ vài chục sen cho đến khi đưa lên những cái độ tinh khiết cao thì có thể lên đến vài chục đô 1 kg. Thì cái việc này sẽ đem lại một cái nguồn thu nhập rất là tốt cho những nhà đầu tư cũng như là những cái người sở hữu các cái nguồn nguyên liệu đó. Thưa ông, hiện nay thì yếu tố môi trường rất được quan tâm trong các cái dự án về công nghệ. Vậy thì cái yếu tố môi trường đối với dự án công nghệ xử lý trấu này thì được quan tâm như thế nào? Trên thực tế là cái nguồn trấu sau khi đốt với công nghệ đặc biệt thì được xử lý rất là cẩn thận. Và các cái sản phẩm đầu ra thì nếu theo cái tiêu chuẩn của châu Âu thì tất cả các chỉ số đều đạt dưới các cái quy định về mặt ngưỡng cho phép. Thưa ông, nhưng có chia sẻ thì các cái công nghệ mới đối với silica là cái nguồn nguyên liệu được phát sinh từ cái quá trình xử lý trấu thì đã được một số cái nhà máy cũng như là doanh nghiệp ở Việt Nam áp dụng. Vậy thì cái mục đích của chúng ta khi chúng ta giới thiệu cái công nghệ này lần này có phải rằng là muốn rằng cái công nghệ này nó được phổ biến một cách đại trà hơn ở Việt Nam hay không ạ? Trên thực tế thì các cái kiến thức của cộng đồng nói chung thì nó đã được phát triển và được đào sâu hơn mỗi ngày. Và cái công nghệ nano silica của Cova dùng đến ngày hôm nay thì đấy là một cái bước đột phá tại thị trường Việt Nam. Mà cái sơn Cova đến ngày hôm nay thì cũng rất ít người Việt Nam biết được. Thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố để dẫn đến thành công. Đấy là vấn đề về marketing, về kênh phân phối, về chất lượng, về thương hiệu, về cái tính quảng bá và các cái khả năng tương tác với các cái đối tác của mình. Và đây là lần hội thảo mà chúng tôi đề cập đến cái công nghệ có thể cho phép chúng ta khai thác dioxide silic dưới dạng công nghiệp một cách là quy mô lớn. Xin cảm ơn.
Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin thế giới. Họp mặt với Thủ tướng Anh, Scotland vẫn cân nhắc tuyên bố độc lập. Bỉ không đạt được sự đồng nhất thông qua CETA.